Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạt Hình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Chính Tin Quốc Tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Chính Tin Quốc Tế với chủ đề Quân Mỹ và Nam Hàn tập dượt phòng thủ. Kính thưa quý vị, 15 tháng 8 vừa qua thì Nam Hàn cũng như Bắc Hàn đã tổ chức cái kỷ niệm ngày giải phóng khỏi ách thống trị của quân đội Thiên Hoàng. Nhưng mà với hai phong thái khác nhau, ngay liền sau hôm đó, quân Mỹ cũng như là Nam Hàn cộng với 7 quốc gia từng tham chiến tại Triều Tiên từ năm 1950 tới năm 1953 đã tổ chức một cuộc phòng tập dượt phòng thủ cho khu vực của Nam Hàn. Như vậy thì trong chương trình hôm nay, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ phân tích về những điểm diễn biến mới nhất ở tại bán đảo Triều Tiên trong hiện nay. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thưa, xin kính chào bình luận gia Đại Dương cũng như là quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa giáo sư, trong cái lễ kỷ niệm ngày giải phóng quân Nhật, có gì khác biệt giữa Hán Thành và Bình Nhưỡng hay không? Dạ vâng, thì cái ngày giải phóng ấy thì bên Hán Thành thì họ cho người dân đến đặt vòng hoa trên mộ của ông Kim Nhật Thành, là người nó cũng coi như là cha đẻ của cái chế độ thế. Thế nhưng mà ở miền Nam đó, thì phía Nam Hàn đấy, người ta cho những cựu bà già rồi thì trẻ con đến biểu tình trước tòa đại sứ của Nhật Bản để kêu gọi Nhật Bản vẫn phải có một cái lời xin lỗi, và đặc biệt về cái vấn đề của những cái người phụ nữ Triều Tiên mà đã bị quân đội của Thiên Hoàng nghĩa là dùng làm như là hộ lý đó, hộ lý trong chiến tranh Thế chiến thứ hai cách đây đã hơn 66 năm. Nhưng mà song song nó còn một việc nữa, họ chống đối nữa là cái sự tranh chấp về cái hòn đảo Đất Cô của Nam Hàn và Bắc Hàn, đó cũng là một cái điểm rất là nóng và hai bên vẫn chưa có cách gì thỏa thuận, trong khi vấn đề ngoại giao hai bên cứ xung đột nhau về cái chuyện hai đảo và thưa giáo sư, thì trong cái ngày lễ đó, ông Tổng thống Lee Myung-bak là một cái người rất cứng rắn với Bắc Hàn kể từ ông lên cầm quyền tới bây giờ, nghĩa là khi đắc cử Tổng thống tới bây giờ. Và lại chúng ta nghe được ông nói là kêu gọi phía Bắc Hàn hãy hợp tác với nhau để cùng mà phát triển. Thì giáo sư nhận xét như thế nào về cái đề nghị của ông Tổng thống Nam Hàn? Dạ, thế thực sự thì có thể nói rằng là cái nguyện vọng gọi là thống nhất cái bán đảo Triều Tiên ấy, thì nó là một cái nguyện vọng nó hơi giống như ở Việt Nam ấy, là lúc xưa khi mà còn miền Bắc Cộng sản nhưng miền Nam tự do đó, thì hai bên cái người dân đều có cái sự mong muốn được thống nhất. Tuy nhiên nó thống nhất dưới hình thức nào? Đương nhiên này Bắc Hàn thì anh muốn dưới cái hình thức độc tài chuyên toàn trị của anh ấy, trong khi đó ở miền Nam đó thì họ cũng muốn thống nhất nhưng mà nó phải được có lớp lang, và đặc biệt họ sợ nhất là có cái chuyện thống nhất mà nó xảy ra bất ngờ như là đã xảy ra ở bên Tây Đức và Đông Đức, thì lúc bây giờ thì cái phía Nam Hàn chẳng hạn sẽ phải gánh cái gánh nợ của một cái kinh tế nó sụp, đang sụp đổ ở bên Bắc Hàn ấy. Thì họ sợ cái đó ghê lắm, vì thế nên họ muốn cũng muốn đi theo lòng dân, tức là cũng muốn đi đến sự thống nhất, nhưng mà nó phải lớp lang, nó phải qua thương lượng, nó phải qua những cái gọi là cử chỉ hòa bình trước nhiều lắm rồi thì mới đi đến đó. Như vậy cho nên giáo sư có phải là vì thế mà ông ta kêu gọi là ông ta là chủ trương cân bằng được cái sự gọi là cái chính sách cứng rắn cũng như cái danh hòa diệu, bởi vì trong vừa rồi trong cuộc biểu tình của ở tại Nam Hàn thì chúng ta thấy rõ ràng có hai phe. Một phe thì về quân nhân cứng rắn thì đòi phải có biện pháp cứng rắn hơn đối với Bắc Hàn. Còn một phe khác thì sinh viên cũng như là một số dân chúng thì là nói rằng cần phải là hòa diệu với miền Bắc để có thể tiến tới. Nhưng mà cái trục trặc ở chỗ là về vấn đề nguyên tử thì bên phía Bắc Hàn họ có thái độ như thế nào khi mà
ông Tổng thống kêu gọi phải giải giới nguyên tử, thưa giáo sư. Thì đương nhiên là họ không chịu, là tại vì họ thấy rằng là cái đó là cái phần họ họ có hơn miền Nam. Trong khi đó thì Nam Hàn đấy thì cũng lo lắng rằng là họ muốn đi đến thống nhất nhưng mà không qua con đường vũ lực, không qua con đường mà chiến tranh nguyên tử. Thế thì thầy làm sao mà nghĩa là phải đan hai cái đó vào làm để làm sao miền Nam thì họ cũng muốn như là dụ Bình Nhưỡng, dụ Bắc Hàn đi vào trong một cái tiến trình dân chủ hóa, đi vào một cái tiến trình thống nhất, nhưng mà có thể là sẽ kéo dài nhiều năm nhưng bằng con đường hòa bình. Trả lại cái anh Bắc Hàn thì anh biết là anh có cái vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân ở trong tay anh ấy, thì anh cứ lâu lâu thì anh lại đem ra cái đó anh dùng làm một cái thứ để đe dọa, để đòi những cái thứ như là lương thực hay là viện trợ nhớ đến kiên vân. Thế thì thành ra là hai bên cũng chưa có gần nhau lắm trong có thể vì thế cho nên về phía các nhà ngoại giao của Bắc Hàn thì người ta nói rằng họ rất mong muốn các bên đi vào bàn hội nghị sáu bên, nhưng mà họ nói là vô điều kiện. Nghĩa là anh chỉ đến, anh nói chuyện và không có điều kiện là anh phải. Nhưng mà phía Nam Hàn hình như họ bảo rằng bây giờ họ sẽ đáp ứng đúng cái thiện chí của phía Bắc Hàn. Nghĩa là nếu anh làm cái này, biện pháp cái gọi là cái thiện chí này, tỏ thiện chí này thì tôi lại cung cấp, đáp lại bằng cách cung cấp một cách viện trợ một cách giới hạn. Nghĩa là giới hạn này phải hiểu cái nghĩa là theo cái thiện chí của anh. Chứ không phải là tôi cứ ào ạt giống như là cái chính phủ gọi là thiên tả ngày trước vậy. Thưa giáo sư, bây giờ vấn đề chót. Chúng ta biết rằng cái cuộc tập trận nó diễn ra từ ngày 26, từ ngày 16 cho tới ngày 26 tháng này là một cuộc diễn tập đã chuẩn bị trước giữa Mỹ và Nam Hàn. Thì trước khi đó thì phía Bắc Hàn họ phản đối. Như vậy, thưa giáo sư, tại sao mà cái sự phản đối của Bắc Hàn lại không được Mỹ cũng như là Hán Thành quan tâm được? Thực sự thì cái cuộc diễn tập đó thì mỗi hàng năm nó đều xảy ra giữa Nam Hàn với Mỹ và một số quốc gia ở trong Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà có lẽ thì quy mô năm nay nó khá lớn, nó là tới 83.000 quân đội, nghĩa là 50.000 quân đội Nam Hàn, 30.000 Mỹ, 3.000 quân đội Liên Hợp Quốc của các nước quốc gia. Thành ra nó cũng là rõ ràng với quy mô của nó khá lớn. Và trước đó nó lại có một cái vụ là Bắc Hàn họ bắn qua biên giới ở ngoài biển, và Nam Hàn đã trả đũa liền lập tức. Thành người ta cứ sợ những cái đó nó sẽ có thể dẫn đến chiến tranh. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó có lẽ nó cũng chỉ là hầm hè thôi, chứ nó cũng chưa có đi cái gì mà khả năng đến chiến tranh. Xin cảm ơn giáo sư đã tham gia trong chương trình năm nay. Và hy vọng đón giáo sư kỳ tới. Và sau cùng là phần phóng sự đặc biệt về buổi gây quỹ của chùa Xá Lợi nhân mùa lễ Vu Lan. Sinh hoạt tín ngưỡng và thờ phụng của người Phật giáo tại vùng Hoa Thịnh Đốn rất phong phú, đặc biệt tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có rất nhiều chùa, là nơi làm phong phú đời sống tâm linh và tìm về sự bình yên trong cõi lòng những người Việt xa quê. Nhân mùa lễ hội Vu Lan năm nay, bản tin Hoa Thịnh Đốn đã ghi lại và giới thiệu đến quý vị những hình ảnh về một trong những ngôi chùa của vùng Maryland, chùa Xá Lợi. Từ trung tâm Eden mà tới chùa khoảng chừng một tiếng đồng hồ nếu mình đi theo cái vòng đai của 495 rồi đi vào 270 về hướng Germantown, sau đó sẽ tới gần Frederick và chùa nằm ở trong khoảng đó. Chùa Xá Lợi nằm ở trên một cái địa thế đất đai rộng rãi như miền quê của Việt Nam mình, có khu rừng, có hồ nước và có những khoảng đất trống để cho gia đình, có con cháu của mình cũng có thể tới lễ Phật rồi sau đó có những sinh hoạt trong ngày. Bởi vậy sau 8 năm thành lập chùa, hiện tại bây giờ Phật tử xa gần biết tới và thường xuyên tới sinh hoạt trong những ngày Chủ nhật để lễ Phật và sinh hoạt cùng góp cái công đức và cái việc công quả để xây dựng chùa. Chùa Xá Lợi có chiều rộng 33 mẫu của anh và có một khu rừng khoảng chừng 10 mẫu, một hồ nước khoảng 3 mẫu, còn lại là đất trống trên mười mấy mẫu. Chùa Xá Lợi là một nông trại đó, hồi xưa nó bỏ hoang. Cho nên không có điện, không có nước và không có tất cả những cái phương tiện tối thiểu để có thể sống được. Nhưng sau 5 năm, tức là 2008, khi anh vị Xá Lợi của chư Phật ở trong chùa thì bắt đầu sửa cái chuồng bò này thành cái chánh điện ở tầng trên và tầng dưới mình sửa này để sinh hoạt.
trong những buổi tiệc tùng và lễ nghi. Và như vậy hiện tại bây giờ thì mới có được một cái giếng nước và có điện bằng mặt trời của cái hãng BB Solar họ cúng dường để bắt từ nắng mặt trời chuyển thành điện. Sau những ngày hè oi bức và nóng nực, bầu trời Maryland, Đông Bắc Hoa Kỳ dường như dịu lại với những cơn mưa bất chợt. Thời tiết êm dịu như hòa, cùng lòng người Việt xa quê bước vào mùa Vu Lan báo hiếu, một mùa lễ thiêng liêng của những người con Phật thể hiện sự tưởng nhớ về các bậc sinh thành, đặc biệt là công ơn người mẹ. Nhân dịp này, Chùa Xá Lợi đã có các sinh hoạt trong mùa lễ hội và tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ với chủ đề Mẹ ơi, con yêu mẹ, nhằm gây quỹ xây chùa. Hôm nay Chùa Xá Lợi tổ chức một cái lễ hội Vu Lan lần đầu tiên. Trước là tưởng nhớ đến cái hiếu hạnh của người con với mẹ, sau là để cho Phật tử ở trong vùng và đồng hương cùng mình có cơ hội tới chùa để biết về chùa, để chúng ta cùng nhau góp gạch xây chùa. Bởi vì trong 8 năm qua chùa xây dựng ở đây chưa có tất cả những phương tiện tối thiểu và bây giờ mới có được giấy phép. Và chùa mở một cái tiệc chay gây quỹ để xây được cái hệ thống nhà vệ sinh. Trong 8 năm qua chùa không có nhà vệ sinh. Kính thưa quý Phật tử, đêm nay quý Phật tử có vui không? Và chúng ta có muốn rằng trong tương lai miền đất này sẽ luôn luôn có một ngày trong năm mà ngày đó chúng ta nhớ về mẹ để mọi người được an vui như ngày hôm nay không? Vậy thì thầy và quý Phật tử mỗi năm vào mùa hiếu hạnh ngày nhớ về mẹ, chúng ta lại hội tụ nơi đây tạo cho nhau một niềm vui. Những đứa con của người Việt Nam tha quê hương nhưng cầu đạo, để chúng ta tới đây cầu cái tình quê hương, cầu cái đạo Phật, cầu cái tấm lòng để chúng ta sống với nhau trong những tháng ngày xa quê hương nhưng mà chúng ta không bao giờ xa nhau. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Thủ đô Tình Đống sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới. We'll be right back.